Các bạn đang nghe truyện bắt đầu tu hành từ tiễn thuật trên kênh TV Audio CV. Chương 1, Trần Tam Thạch Nam nhân nhà ngươi đâu, thưa đại nhân, hắn vẫn còn nằm trên giường bệnh. Nhà ngươi định khi nào nộp thuế, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không trễ hạn cuối. Trong bóng tối, Trần Tam Thạch nghe thấy cuộc đối thoại giữa một nam một nữ. Nam hung hăng dọa dẫm, nữ khóc lóc vang xin. Hít hà hắn cố hết sức mở mắt ra, trước mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ đây là đâu ta không phải đang tăng ca sao hít hà đầu trần tam thạch bỗng nhiên đau nhói một dòng ký ức không thuộc về hắn tràn vào trong đầu khiến hắn không thể không chấp nhận một sự thật ta xuyên không rồi nơi đây tên huyện bà dương là một huyện nhỏ biên giới của vương triều đại thịnh nguyên chủ sống ở thôn yến biên ngoại thành là một thư sinh nghèo kiết xác cả nhà sống dựa vào cha đi săn thời gian đầu cũng tạm ổn cho đến nửa năm trước cha lên núi ban đêm rồi không trở về nữa. Trong nhà mất đi trụ cột, nguyên chủ lại thi trượt, dưới cú sốc kép cuối cùng đổ bệnh nặng. Trần Tam Thạch lúc này mới xuyên không đến. A, à, Thạch Ca Nhi, huynh tỉnh rồi." Một nữ tử bưng chén thuốc vào nhà, thấy thiếu niên tỉnh lại mừng rỡ vô cùng. Nàng vội vã chạy đến bên giường, bộ quần áo vốn đã không vừa vặn càng thêm rung lắc dữ dội, giống như bên trong có hai con thỏ đang lăn lộn. Nữ tử này tên Cố Tâm Lan, là con dâu nuôi từ bé mà cha nguyên chủ mua về khi nguyên chủ còn nhỏ. Nàng luôn như chị gái chăm sóc nguyên chủ, dù sau khi cha qua đời, nguyên chủ bệnh tật cũng không rời không bỏ. Chỉ là nguyên chủ dường như rất khinh thường vị tỷ tỷ này. Bởi vì nàng là con gái tội dân, bị đầy đến biên cương, còn suýt nữa bị bán vào kỷ viện, là tiện tịch thấp kém nhất. Mà nguyên chủ tự cao tự đại, cảm thấy mình tương lai có thể thi đỗ công danh, cưới được tiểu thư hào môn làm vợ, cho rằng nàng không xứng với mình, ngày thường hoàn toàn coi nàng như hạ nhân sai bảo. Thạch Ca Nhi, huynh sao rồi? Cố Tâm La ngồi xuống bên giường, đặt tay lên trán thiếu niên, kinh ngạc, "A, à, một tiếng, không sốt nữa." Trần Tam Thạch thử ngồi dậy vận động cơ thể, ngoài hơi yếu ra thì không có gì đáng ngại, bệnh tật theo hắn xuyên không đến đã hoàn toàn biến mất. Thật là Bồ Tát phù hộ. Cố Tâm La mừng rỡ ra mặt, "Thạch Ca Nhi ngươi uống thuốc trước đi, ta đi nấu cho ngươi chút gì ăn." nhìn vòng một rung rinh của nàng khi đi, Trần Tam Thạch mất 10 phút để tiêu hóa hiện trạng. Đến đâu thì hay đến đó. Hắn luôn có thể nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, đã đến thế giới này, vậy thì phải nghĩ cách sống cho tốt. Cầm chén thuốc đắng ngắt lên uống một hơi cạn sạch, Trần Tam Thạch đi vào căn phòng bên cạnh. Hắn thấy cố tâm lan gần như chui cả người vào thùng gạo, chỉ còn vòng ba lớp ló bên ngoài, cố hết sức bới tìm lương thực. Kết quả vất vả nửa ngày, cũng chỉ lấy ra được một nhúng nhỏ ngô. Từ khi cha nguyên chủ qua đời, trong nhà mất đi nguồn thu nhập, thêm việc nguyên chủ mới đây sinh bệnh, đã tiêu hết sạch tích trữ trong nhà, bây giờ có thể nói là hết sạch lương thực. Vừa rồi, là quan thuế đến thu thuế mùa mà nga. Trần Tam Thạch đứng sau lưng Lan Tỷ, thu bao nhiêu, ba lượng bạc. Cố tâm Lan đáp. Ba lượng. Trần Tam Thạch hít vào một hơi lạnh, bọn họ đây là tính cả cha vào, ừm cố tâm lan khẽ gật đầu tiểu lại thu thuế nói không tìm thấy thi thể cha thì không tính là chết không thể xóa hộ khẩu vẫn phải nộp thuế như bình thường thuế săn bắn cũng không thể thiếu trần tam thạch thầm chửi rủa trong lòng vương triều đại thịnh thuế má nặng nề lại thêm những năm gần đây chiến loạn khắp nơi việc thu thuế không ngừng tăng lên thạch ca nhi ngươi đừng lo cố tâm lan lo lắng trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn an ủi ta gần đây tìm được việc ở tiệm may lại thêm nhận giặt quần áo cho người ta, ít nhiều cũng có thể kiếm được chút tiền. Hiển nhiên, nguyên chủ bình thường hoàn toàn không làm việc gì. Dù cha qua đời, hắn cũng không muốn tìm cách mưu sinh khác, mà tình nguyện để cho Lan Tỷ vất vả làm việc. Cũng không xem mình có phải là người có tài hay không Trần Tam Thạch thấy nực cười, ngay cả tú tài cũng không thi đổ, còn mơ tưởng sau này đổ đạt, chẳng phải là người si nói mộng sao, hắn không thể tiếp tục như vậy, phải tìm cách mưu sinh. Nếu không nộp đủ thuế, nam bị xung quân đi lao dịch, nữ bị bán vào kỹ viện, đều rơi vào cảnh sống không bằng chết. Ta đi nấu cơm. Cố tâm lan bận rộn. Không lâu sau, cơm đã nấu xong. Hai bát ngô trộn với trấu là món chính, thậm chí không có cả dưa muối. Đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng của gia đình. Trần Tam Thạch để ý thấy, trong bát của mình có khá nhiều ngô, còn trong bát của cố tâm lan thì phần lớn là trấu. Trấu là vỏ của lúa, lúa mì đậu nành khô ráp khó nuốt ở kiếp trước nó cơ bản là thức ăn cho gia súc ăn đi thạch ca nhi cố tâm lan cầm đũa lên ăn từng miếng nhỏ các ngón tay đỏ ửng các khớp còn có vết nứt nhỏ đó là do giặt quá nhiều quần áo cho người khác nàng là một nữ tử vì nuôi sống gia đình mà làm đủ mọi việc chỉ thiếu những việc nặng nhọc của nam nhân trần tam thạch nhìn thấy mà đau lòng cúi đầu ăn trấu khó nuốt Thạch Ca Nhi ăn được một nửa, cố Tâm Lan buông đũa, ngập ngừng nói: Thực ra ngoài tiền thuế, chúng ta còn nợ Lý Thẩm hai đồng tiền thuốc thang. Hay là ta chỉ là đề nghị thôi, ngươi hãy dưỡng bệnh thêm vài ngày, rồi cũng đi tìm việc gì đó làm đi. Cuối tháng mà không nộp đủ tiền thuế, nghe nói sẽ bị bắt đi. Nàng vừa nói vừa len lén nhìn sắc mặt hắn, ngón tay khẩn trương bấu lấy góc áo. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Thạch Ca Nhi đều nổi giận, nói người đọc sách sao có thể làm việc nặng? Ăn cơm đi. Trần Tam Thạch tiếp tục xúc cơm, âm thầm tính toán trong lòng. Cố Tâm Lan không dám nhắc lại, lặng lẽ ăn xong cơm, nhanh chóng rửa bát đũa, rồi vội vàng đi làm việc. Trần Tam Thạch ngồi yên không nhúc nhích, trong đầu suy nghĩ nghiêm túc. Thời cổ đại không giống xã hội hiện đại, có sức lao động là có thể tìm được việc làm. Nhà hắn không có ruộng đất, đọc sách lại không có công danh, việc duy nhất có thể làm chỉ còn lại săn bắn nguyên chủ hồ nhỏ đã theo cha học được vài chiêu những năm này đã bỏ bê hơn phân nữa, nhưng ít nhất kiến thức cơ bản vẫn còn học lại không khó lắm thêm nữa dù sao cũng phải nộp thuế săn bắn không đi săn thì phí trong nhà đúng lúc còn lại một cây cung cũ trần tam thạch vào trong phòng lấy cây cung phủ đầy bụi trên tường xuống chắc vẫn còn dùng được chỉ có cung mà không có tên còn phải nghĩ cách kiếm tiền mua tên trong nhà nghèo đến mức sách vở cũng bán gần hết trước mắt chỉ còn lại bộ tứ bảo học thư, bút lông, mực, giấy và nghiên mực, mà nguyên chủ coi như mạng sống có thể bán được chút tiền. Không chút do dự, Trần Tam Thạch gói ghém bút mực giấy nghiên mang đi bán. Tuy đều là hàng kém chất lượng, nhưng cũng bán được 200 đồng, tức là khoảng 2 tiền bạc. Đủ để chứng minh, nghèo văn giàu võ không phải tuyệt đối, đọc sách cũng là một việc tốn tiền. Trần Tam Thạch cầm tiền, đến một quầy hàng chuyên phục vụ thợ săn ở chợ. Tiểu Thạch đầu, Ngươi đến mua tên nà, ông chủ quán họ Từ là cựu quân nhân, quen biết cha của nguyên chủ, ngươi định lên núi săn bắn, không đi học nữa sao? Vâng, ta muốn mua mấy mũi tên cũ. Trần Tam Thạch lấy năm mũi tên lá liễu cũ trên quầy, bao nhiêu tiền? 70 văn. Trần Tam Thạch trả giá, Từ lão bá, tên cũ không đáng giá này đâu, 50 văn là hết cỡ rồi. Được, bán cho ngươi 50 văn. Lão Từ cũng hào phóng, nên lên núi sớm đi học được bảy tám phần tài nghệ của cha ngươi, ít nhất cũng đủ sống, cứ nhất quyết học chữ nghĩa làm gì, làm quan đâu phải chuyện nhà nghèo làm được, lão bá nói phải. Trần Tam Thạch không phản bác, sau khi xác nhận mũi tên không có vấn đề về chất lượng, đặt lên dây cung nhắm xuống đất ngắm thử. Đột nhiên, vài dòng chữ nhỏ hiện lên trước mắt. Kỹ năng, bắn tên, chưa nhập môn, tiến độ, 20 phần 100, ôi trời, hát gà, Trần Tam Thạch nhất thời không kịp phản ứng. Ban đầu, dù có cung có tên, hắn cũng không chắc chắn lắm có thể săn được con mồi. Dù sao, săn bắn là một kỹ năng cần kinh nghiệm. Nếu dễ dàng như vậy, ai cũng có thịt ăn rồi. Nhưng bây giờ có bản kỹ năng đi kèm, tình hình hoàn toàn khác hẳn, sao thế, tên có vấn đề à? Lão Từ vẫy tay trước mặt thiếu niên đang ngẩn người. Trần Tam Thạch hoàng hồn, vội vàng viện cớ, không có gì, nhớ đến cha ta thôi. Ai, cha ngươi là người tốt đáng tiếc nhắc đến cha nguyên chủ lão từ cũng thở dài không thôi trần tam thạch không nói thêm gì nữa trả tiền lấy đồ rồi rời đi hắn vừa đi vừa nghỉ cổng cung tên đến chân núi hổ đầu sơn cách đó hơn 10 dặm trên núi là nơi gần nhất có con mồi của huyện bà dương cũng là nơi kiếm cơm của nhiều thợ săn trần tam thạch mới khỏi bệnh lại đi một quãng đường dài như vậy mệt đến thở hổn hển ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi một lúc mới bình tĩnh lại Hắn quan sát kỹ cây cung tên mà cha mình để lại. Từ cấu tạo, nó thuộc loại cung phản khúc điển hình. Cung làm bằng trúc, cánh cung bằng gỗ liễu, gỗ cứng làm tay cầm, dây cung bằng gân trâu, lực kéo khoảng 40 cân, thuộc loại cung mềm. Trần Tam Thạch nâng cung lên, bản kỹ năng lại hiện ra trong đầu. Kỹ năng: Bắn tên, chưa nhập môn, tiến độ: 20 phần 100, hiệu quả: Không, lần này không có ai làm phiền, hắn có thể bình tĩnh lại tìm hiểu rõ tác dụng của hệ thống. Nói một cách đơn giản, chính là luyện tập, chỉ cần hắn không ngừng lặp đi lặp lại một việc một cách nghiêm túc, sẽ nhận được điểm tiến độ, thanh tiến độ đầy sẽ đột phá. Như thế này, chỉ cần ta chăm chỉ luyện tập, chẳng phải sau này sẽ có cơ hội trở thành xạ thủ giỏi nhất huyện Bà Dương sao, trong lòng Trần Tam Thạch tràn đầy hy vọng, nhớ lại những lời tâm đắc cha truyền thụ hồi nhỏ, chậm rãi dơ cung tên lên. 40 cân nặng thế sao, hắn cố hết sức kéo cung, gần như phải nghiến răng mới kéo căng được, không dám tưởng tượng những người có thể kéo cung đá trong truyền thuyết là người như thế nào. Thân vững vàng, lực bình ổn, cầm cung đúng cách, lắp tên thông thả, đẩy trước lùi sau, cung đầy thế thành. Lẩm nhẩm khẩu quyết trong lòng, Trần Tam Thạch đứng thẳng người dương cung lắp tên, quay lưng về phía một thân cây to cách đó hơn 40 mét, tay trái đưa về phía trước kéo căng dây cung, ba ngón tay phải kéo dây cung, mũi tên hơi nghiêng xuống, buông tay bắn. Vèo mũi tên bay ra, lệch mục tiêu, Cắm vào một thân cây khác, Trần Tam Thạch không nản lòng, lập tức lấy một mũi tên khác từ ống tên, nhắm vào mục tiêu bắn tiếp. Lần này, mũi tên bay thẳng xuống bãi cỏ. Lại một lần nữa, Trần Tam Thạch bắn liên tiếp 5 lần, cuối cùng cũng trúng đích thân cây. Hắn tiến lên cẩn thận rút mũi tên ra khỏi thân cây, lặp lại động tác trước đó. Lặp đi lặp lại vài lần, hắn rút ra quy luật tăng tiến độ bắn tên. Chỉ cần tập trung bắn ra một mũi tên, dù trúng hay không cũng có thể tăng độ thuần thục. Nếu không đủ tập trung, sẽ không được. Ngoài ra, bắn trúng mục tiêu sẽ tăng tiến độ nhiều hơn. Trần Tam Thạch bắn liên tiếp hơn 60 mũi tên thì cảm thấy cơ bắp đau nhất. Cơ thể hắn vốn yếu, lại thêm dinh dưỡng không đủ, có thể bắn nhiều lần như vậy đã là rất tốt rồi. Cũng may mỗi lần bắn tên, độ thuần thục đều tăng lên, đồng thời càng về sau hắn càng bắn chính xác, ở khoảng cách 20 bước rất ít khi bắn trượt. Kỹ năng, bắn tên, chưa nhập môn, tiến độ 70 phần 100, hiệu quả, không đã gần đến ngưỡng nhập môn, nhưng Trần Tam Thạch thực sự không còn nhiều sức lực. Hắn nghỉ ngơi một lát, rồi mang theo cung tên đi dạo trong rừng, muốn thử xem có thể dùng chút sức lực còn lại săn được chút thịt về ăn không. Đáng tiếc, khu vực này quá gần thị trấn, những con mồi dễ bắt cơ bản đã bị bắt hết. Hắn đi mãi đến chiều tối, mới tìm thấy vài con chim cúc, nhưng khoảng cách quá xa không thể bắn trúng. Tiếp trước câu cá toàn thất bại, giờ đi săn cũng thất bại sao, cũng may không phải hoàn toàn tay trắng. Trước khi xuống núi, Trần Tam Thạch tìm thấy một đám rau dại, vội vàng nhét vào ngực, rồi mới xuống núi về nhà. Trên đường, hắn ghé qua chợ, biết được giá lương thực lại tăng. Do liên tiếp mất mùa, giá gạo ở huyện Bà Dương đã tăng vọt lên 100 văn một đấu, giá thịt càng đắt đến mức khó tin, một cân thịt lợn phải 17 văn, lại thêm dầu muối tương giấm, vải vóc củi than nến, Cùng với các loại thuế má nặng nề Trần Tam Thạch không thể tưởng tượng nổi, sẽ có bao nhiêu người không sống nổi qua mùa đông năm nay. Hắn đoán giá lương thực sẽ còn tăng, bèn dùng hết số tiền đồng còn lại, mua gạo và bột mì, thêm vài quả trứng vịt muối. Một đấu gạo, nửa đấu bột mì, tổng cộng chỉ đủ hai người ăn ba ngày, nếu đổi hết thành ngô trộn trấu có thể cầm cự thêm vài ngày. Nhưng Trần Tam Thạch không còn cách nào khác. Đã muốn làm thợ săn, thì tuyệt đối không thể ăn trấu, phải thường xuyên đảm bảo thể lực dồi dào nếu không gặp nguy hiểm gì trên núi đến chạy cũng không có sức mà chạy hắn đã sớm đói bụng cầm lương thực tăng tốc bước chân muốn về nhà nhóm lửa này tiểu thạch đầu khi sắp đến cửa nhà bỗng có người gọi tên hắn từ phía sau trần tam thạch quay đầu lại một gã nam tử cao lớn thô kệch xuất hiện trước mặt tần hùng một tên ác bá trong thị trấn dưới trướng có đám lưu manh dựa vào cho vay nặng lãi buôn bán nữ nhân kiếm tiền, không ít người dân khốn khổ trong thị trấn bị gã hại đến nhà tan cửa nát. Ồ, cung tên. Tần Hùng nhìn trầm trầm cung tên sau lưng Trần Tam Thạch, kinh nhạc xen lẫn dở cợt. Cậu, tú tài, này cũng định học người ta lên núi săn bắn à, hoàn cảnh bắt buộc. Trần Tam Thạch lùi lại nửa bước, tránh né gã. Tần ca tìm ta có chuyện gì sao, Tần Hùng nhếch mép. Chuyện lần trước, suy nghĩ thế nào rồi, lần trước, Trần Tam Thạch giật mình, trong đầu hiện lên những ký ức không tốt. Nửa năm trước, sau khi cha qua đời, nhà trở nên rất túng quẫn. Tần Hùng vừa lúc đến gõ cửa, nguyên chủ đã có ý định bán Cố Tâm Lan để đổi lấy tiền. Nếu là hắn, tất nhiên không thể làm chuyện như vậy. Tần ca. Trần Tam Thạch từ chối, ta nghĩ kỹ rồi, không cần tiền của Tần ca nữa. Nghe vậy, sắc mặt Tần Hùng lập tức tối sầm lại, nghĩ kỹ rồi chứ, thật sự không cần Tần ca giúp. Trần Tam Thạch ôm chặt lương thực trong ngực đi vòng về nhà trong lòng hơi lo lắng trong ký ức của hắn tần hùng không phải loại người dễ dàng từ bỏ chuyện này e rằng chưa kết thúc đúng là họa vô đơn chí vấn đề cơm ăn chưa giải quyết xong lại bị ác bá để ý trần tam thạch sờ vào ống tên bên hông một cây cung năm mũi tên là sức mạnh lớn nhất của hắn ở tầng đáy xã hội loạn lạc này không biết khi bản tiến độ đạt đến nhập môn có thể mang đến cho hắn những thay đổi gì trước tiên phải lấp đầy bụng mới có sức luyện tên, Trần Tam Thạch đẩy cửa vào nhà, thấy Lan Tỷ vẫn chưa về. Nàng mỗi ngày làm việc ở tiệm may buổi sáng, chiều đến nhà các hộ lớn giặt quần áo cho nữ tử, rất vất vả. Hắn chủ động chặt củi nhóm lửa, sớm nấu xong bữa ăn. Cơm trắng tinh cùng với trứng vịt muối, thêm canh rau dại. Đối với nhiều người, đây đã là một bữa ăn rất ngon. Đợi đến khi cố tâm lan làm xong việc về nhà, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cơm canh nóng hổi, không khỏi kinh ngạc. Thạch ca nhi, nhà mình lấy đâu ra gạo trắng, còn có trứng vịt muối. Anh đi. Trần Tam Thạch vẫy tay gọi nàng ngồi xuống, rồi cầm đũa ăn như hổ đói. Hắn đã quá đói rồi. Thạch ca nhi hửng, cúi đầu ăn một lúc lâu, Trần Tam Thạch mới nhận ra cố tâm lan không hề động đũa. Khóe mắt nàng không biết từ lúc nào đã đỏ hoe, nước mắt lưng trồng trên hàng mi, nhẹ ngào nói, có thể, có thể không bán ta được không, hả? Trần Tam Thạch sững sờ, có chút mơ hồ. Ta nghe người ta nói, Thạch Ca Nhi hôm nay có giao dịch với Tần Hùng giọng cố tâm lan run rẩy. Nếu không phải vậy, nhà lấy đâu ra tiền mua gạo trắng, thậm chí cả trứng vịt muối, nàng lúng cuốn lấy ra một chiếc túi vá víu từ bên hông, đổ ra mấy đồng tiền bên trong, cầu xin, Thạch Ca Nhi, ta sai rồi. Ta không khuyên ngươi đi làm nữa, ngươi cứ ở nhà đọc sách, ta có thể kiếm tiền, có thể nộp thuế, xin ngươi, đừng bán ta. Danh tiếng của Tần Hùng ai ở huyện Bà Dương mà không biết, rơi vào tay hắn, 89 phần 10 sẽ bị bán vào kỹ viện. Những năm nay cố tâm lan kiên quyết ở lại nhà họ Trần, chẳng phải vì trước đây cha Trần Tam Thạch đã mua nàng từ tay kẻ mua giới, giúp nàng không trở thành kỹ nữ, nên mới mang ơn sao. Chẳng lẽ cuối cùng, vẫn không thoát khỏi số phận bi thảm sao, lan tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi. Trần Tam Thạch hiểu ra, chắc là có người đồn đại hắn an ủi tỷ là người nhà họ trần sao ta có thể bán tỷ mới xuyên không đến bên cạnh có một vị tỷ tỷ thân thiết thật quý giá biết bao hắn dù thế nào cũng sẽ không buông tay nếu không chẳng phải quá thiệt thòi sao cố tâm lan không nói gì ngồi đó nức nở rõ ràng không tin trần tam thạch bất đắc dĩ nắm lấy bàn tay sưng đỏ của nàng đưa vào phòng trong lương thực là ta bán sách đổi lấy không phải tần hùng cho cố tâm lan thấy giá sách trống trơn cùng với một cây cung tên treo trên tường, không khỏi ngẩn người. Thạch Ca Nhi, ngươi bán cả tứ bảo học thư để đổi lấy cung tên sao, đúng vậy. Trần Tam Thạch Kiên nhẫn giải thích, từ nay về sau ta sẽ nối nghiệp cha, đi sang nuôi sống gia đình, sao có thể để tỷ một nữ tử vất vả như vậy, tay cũng giặt đến nước nẻ. Nuôi sống gia đình, cố tâm lan không ngờ có thể nghe được Thạch Ca Nhi nói câu này. Nàng chợt nhận ra bàn tay nước nẻ của mình vẫn bị hắn nắm, có chút tự ti muốn rút lại, nhưng lại bị hắn ôm vào lòng. Yên tâm đi. Trần Tam Thạch hiểu nàng rất thiếu cảm giác an toàn, trầm giọng nói, cha cũng đã nói, tỷ là vợ tương lai của ta, nào có đạo lý tặng vợ cho người khác. Cố Tâm Lan giật mình vì cái ôm bất ngờ, cảm nhận được hơi ấm này, nàng ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ khó tin. Thạch Ca Nhi, ngươi, ngươi không chê ta là tiện tịch sao? Không chê. Trần Tam Thạch kiên định nói, còn yêu thương không hết đây. Thạch Ca Nhi trên đời này ta chỉ còn mình ngươi là người thân ngươi đừng lừa ta cố tâm lan không cố gắng thoát ra nữa sau vài lần thăm dò cuối cùng cũng áp mặt vào ngực hắn cảm nhận hơi ấm hiếm hoi này lan tỷ sao vậy ta bây giờ hơi đau người chúng ta lên giường đi tỷ xoa bóp cho ta nhé được a à, thạch ca nhi không phải xoa bóp sao để ta xoa cho tỷ ừ, Ưm, ưng ngày hôm sau gà gáy sáng sương sớm mờ ảo Trần Tam Thạch tỉnh dậy sớm, trong ngực là một khối ngọc ấm áp. Cố tâm lan hai má ửng hồng vẫn còn say ngủ, ôm chặt cánh tay hắn, gần như để lại dấu hằn. Tại xã hội phong kiến, một nữ tự yếu đuối, không nơi nương tựa, có thể bị coi như món đồ chơi để mua bán bất cứ lúc nào, thiếu cảm giác an toàn cũng là điều bình thường. Trần Tam Thạch mất rất nhiều công sức mới rút được cánh tay ra. Đã lấy thân thể người ta, vậy thì phải có trách nhiệm. Nói thật, Cố tâm lan rõ ràng gầy yếu như vậy, nhưng lại, nhỏ mà có vỏ, thật không biết nguyên chủ bị gì mà không biết quý trọng. Nữ tử giống như nàng, ở kiếp trước không có 200 vạn thì đừng hồng cưới được vợ, Trần Tam Thạch rón rén xuống giường, cầm cung tên trên tường đi ra khoảng đất trống ngoài nhà. Hít hà hít sâu vài hơi, ổn định lại suy nghĩ hỗn loạn, hắn nhắm vào một cây liễu già cong queo, bắt đầu tập trung bắn tên. Sau một đêm nghỉ ngơi, chính xác là nửa đêm nghỉ ngơi, tinh thần và thể lực của hắn đã gần như hoàn toàn hồi phục, độ chính xác cũng khá tốt. Trong vòng 20 bước, cơ bản có thể bắn trúng hồng tâm. Để giảm hao mòn, hắn cơ bản chỉ dùng một mũi tên để luyện tập, dù vậy, một buổi sáng cũng khiến hắn mệt nhoài. Trong phòng, cố tâm la nhìn Trần Tam Thạch mồ hôi nhễ nhại qua cửa sổ giấy, không hiểu sao thấy yên tâm. Thạch ca nhi nghiêm túc rồi, hắn thật sự định đi săn, sống qua ngày cùng với ta nàng lại nhanh chóng thấy đau lòng. Đêm qua vất vả nửa đêm, Thạch Ca Nhi lại dậy sớm luyện tên như vậy, mệt chết rồi cố tâm lan viện tường, tập tỉnh đi nhóm lửa nấu cơm. Hoàn thành rồi, lại bắn ra một mũi tên, Trần Tam Thạch thở phào nhẹ nhõm. Kỹ năng, bắn tên, nhập môn, tiến độ, không phần 200, hiệu quả, mở khóa cung 6 lực, trong vòng 40 bước, không trượt một tên, ngay khoảnh khắc vừa rồi, trong cơ thể hắn như được truyền một luồng lực lượng nào đó, không chỉ thể lực tăng lên rõ rệt, kỹ năng bắn tên cũng đột phá lên một tầm cao mới. Tiễn thuật nhập môn, Trần Tam Thạch quan sát những thay đổi trên bảng điều khiển. Cung sáu lực, trong vòng 40 bước không trượt một tên. Ở Đại Thịnh Vương triều, một lực tương đương 12 cân, cung sáu lực tương đương 72 cân, theo hắn biết, cung thủ giữ thành cũng dùng cung sáu lực. Nói một cách khác, hắn đã đạt đến trình độ của một cung thủ bình thường. Phải biết, trong quân đội thời xưa những người có thể làm cung thủ đều được coi là tinh nhuệ. Câu tiếp theo, trong vòng 40 bước, không trượt một tên. Một bước của Đại Thịnh Vương triều là chỉ một sải chân, một sải chân khoảng 1m4. 40 bước tức là hơn 50m. Đừng xem thường khoảng cách này. Khoảng cách thực chiến hữu hiệu của cung thủ bình thường khoảng hơn trăm bước, nhưng đó là bắn loạn xạ, chứ không phải nắm bắn. Trong điều kiện bình thường, kỳ khảo thí cũng có yêu cầu về độ chính xác ở khoảng cách 40 bước. Trần Tam Thạch kiếp trước từng xem thi bắn cung, mục tiêu cách khoảng 70 mét, mà đó là cung tên hiện đại. Hơn nữa hắn là trong vòng 40 bước không trượt phát nào, mũi tên nào cũng trúng hồng tâm, chứ không phải là 70 mét nhất định không bắn trúng, chỉ là không thể đảm bảo độ chính xác tuyệt đối mà thôi. Tóm lại theo bản hiển thị, hắn gần như có thể thi đổ làm cung thủ. Trần Tam Thạch không thể chờ đợi để thử nghiệm. Hắn lại dương cung lắp tên, động tác thuần thục như một tay lão luyện. Cây cung bốn lực mà nửa giờ trước còn thấy nặng, giờ kéo căng lại rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là không tốn chút sức nào. Sau khi kỹ năng bắn tên được đề thăng, thể lực cũng được cải thiện đáng kể, hắn kiềm chế sự phấn khích, thử bắn vài mũi tên, quả nhiên độ chính xác tăng lên gấp bội, trong vòng 40 bước trăm phát trăm trúng, mục tiêu ngoài 60 bước, tỷ lệ chính xác cũng không tồi. Tốt, với trình độ này, cặp con mồi nhất định sẽ bắn trúng, quan trọng nhất là, đây mới chỉ là nhập môn trần tam thạch không dám tưởng tượng nếu như kỹ năng bắn tên đạt đến tiểu thành đại thành thì sẽ như thế nào thạch ca nhi ăn cơm thôi giọng nói mềm mại vang lên từ trong phòng trần tam thạch lúc này mới cất cung trở về chỉ mới một đêm trôi qua lan tỷ đã thay đổi rất nhiều trên người toát ra một vẻ quyến rũ khó tả kết hợp với đôi mắt hạnh kia đặc biệt thu hút trên bàn cơm hai bát cơm một bát là cơm gạo với bánh ngô Bát còn lại là nửa bát cháo. Một lượng bạc mua được lương thực không đủ ăn mấy ngày, rõ ràng cố tâm Lan vẫn không nỡ ăn no. Trần Tam Thạch cũng không nói nhiều, hắn luyện tập tiêu hao khá nhiều năng lượng, lát nữa còn phải lên núi, càng cần bổ sung năng lượng, bèn đưa cho Lan tỷ nửa cái bánh ngô rồi ăn hết phần còn lại. Ăn no nê, hắn liền cổng cung ra ngoài. Thạch ca nhi cẩn thận, dù không săn được gì cũng đừng đi sâu vào rừng, hái ít rau dại củi khô về là được. Cố Tâm Lan không tin rằng trượng phu mình mới luyện tập đã có thể săn được thú, vẫn nên đặt an toàn lên trên hết. Chỉ cần cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt, dù Thạch Ca Nhi sau này vẫn muốn ở nhà đọc sách, nàng cũng nguyện ý cố gắng cung cấp cho hắn. Trần Tam Thạch ra khỏi nhà, trời đã sáng rõ. Hàng xóm cũng bắt đầu một ngày bận rộn, không ít người thấy hắn cổng cung tên, đều cảm thấy rất lạ. Ồ, Thạch Ca Nhi định lên núi săn bắn à, có được không đó, thấy chưa, ta đã nói mà, hắn ta đọc sách không nên cơm nên gạo nói gì đấy người ta ít ra còn biết săn bắn ngươi thì biết gì tiểu thạch đầu có cần triệu thúc dẫn ngươi đi vài ngày không chú ý an toàn nhé cả nhà ngươi trông cậy vào ngươi đấy hàng xóm có người nói móc có người chân thành nhờ cha nguyên chủ có quan hệ tốt đa số đều có lòng tốt trần tam thạch chào hỏi từng người chân không chậm lại tăng tốc đi về phía hổ đầu sơn sau khi kỹ năng bắn tên nhập môn sức lực hắn tăng lên có thể kéo cung sáu lực Đồng thời thể chất cũng được cải thiện rất nhiều. Trước kia đi đến chân núi Hổ Đầu Sơn mất 2 canh giờ, hôm nay chỉ mất chưa đến 1 canh giờ. Đi theo con đường mòn do người khác tạo ra, Trần Tam Thạch vào sâu trong núi, tìm kiếm dấu vết của con mồi. Nhưng đi dạo nửa ngày, ngoài vài con côn trùng, chim sẻ ra thì không phát hiện được gì. Thông thường, một thợ săn giỏi cần có chó săn, bẫy thú và các công cụ hỗ trợ khác, nhưng hắn quá nghèo, ngoài cây cung ra thì không có gì cả. Không được, nhất định phải có thu hoạch, nếu không một chút lương thực trong nhà sẽ sớm hết sạch. Trần Tam Thạch nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những lời cha dạy dỗ hồi nhỏ. Ví dụ như dựa vào phân và nước tiểu để phán đoán loại con mồi nào có thể tìm thấy gần đó, loại động vật nào thích sống ở môi trường nào, thói quen của các loại động vật và cách di chuyển trong rừng để không làm kinh động con mồi. Theo dấu, chưa nhập môn, tiến độ 3 phần 100, hiệu quả chưa có nhìn dòng chữ nhỏ bất ngờ hiện ra trước mắt Trần Tam Thạch hơi sững sờ cái này cũng được chẳng lẽ chỉ cần coi đó là một kỹ năng ta đều có thể luyện được tốt quá ta quả thực sinh ra là để làm thợ săn rồi hắn kiềm chế niềm vui khi phát hiện ra mình không chỉ hách được một kỹ năng bắt đầu tìm kiếm dấu vết của con mồi cẩn thận hơn việc này mất trọn nửa ngày khi Trần Tam Thạch ngồi xuống nghỉ ngơi độ thuần thục đã lên một bậc theo dấu nhập môn tiến độ không phần hai trăm hiệu quả quan sát tỉ mỉ bước chân nhẹ nhàng trần tam thạch trở nên nhạy bén hơn có thể dễ dàng phân biệt được vị trí cụ thể của tiếng chim hót trong rừng có thể dễ dàng nhìn thấy từng con côn trùng kiến nhỏ hoạt động trên mặt đất có cảm giác mọi thứ đều nằm trong tầm tay hắn đứng dậy tìm kiếm một lần nữa và nhanh chóng phát hiện phân và nước tiểu của động vật gần một bụi cây hình tròn màu đen kích thước bằng hạt đậu bên cạnh có dấu chân hình bầu dục trên bùn mềm thỏ rừng phân và nước tiểu còn tươi, chắc là không xa đây, Trần Tam Thạch lần theo dấu vết đi về phía trước, dưới hiệu quả của, theo dấu, gần như không phát ra tiếng động. Hắn bước vào một khu rừng, nhìn thấy một con thỏ rừng xám mập mạp đang gặm cỏ, không hề hay biết có gì bất thường. Con thỏ béo tốt, ánh mắt Trần Tam Thạch sắc bén như diều hâu, lập tức dương cung lắp tên, ba ngón tay giữ chặt dây cung, cả cây cung cong như một con sói đói sẵn sàng tấn công. Vèo tiếng xé gió vang lên trong vòng 40 bước, không trượt phát nào, trong nháy mắt, mũi tên xuyên qua con thỏ rừng. Trúng rồi, con mồi đầu tiên trong đời, Trần Tam Thạch phấn khích chạy đến, nhấc con thỏ lên ước lượng vài lần, ước chừng nặng 7, 8 cân. Theo vật giá hiện tại, ít nhất cũng bán được 60 đồng, hắn không vội xuống núi, mà dùng dây thừng buộc chặt con thỏ treo lên người, tiếp tục tìm kiếm con mồi mới. Cục cục gần đó vẫn có tiếng chim kêu liên tục. Trần Tam Thạch với sự trợ giúp của, theo dấu, nhanh chóng xác định vị trí hai con chim bồ câu trên một cành cây xa xa. Hắn Dương cung, lắp tên, kéo dây cung, bắn tên, một loạt động tác như nước chảy mây trôi. Mũi tên xẹt qua, hai con chim bồ câu bị bắn thành một chuỗi, rơi xuống đất, bịch bịch. Trần Tam Thạch thuận lợi cho chúng vào túi. Chim bồ câu rất bổ dưỡng, giá còn cao hơn cả thỏ rừng, hai con chim bồ câu cộng lại trị giá 30 đồng. Hắn còn muốn tiếp tục, nhưng trời đã tối chỉ có thể thu dọn đồ đạc xuống núi để bán thịt rừng phải đến tử quán trong huyện thành trên đường đi sẽ qua không ít ngôi làng còn nghèo hơn cả thôn yến biên người dân ở đây đều gầy gò ốm yếu có người nằm bất động trên mặt đất không biết còn sống hay đã chết họ nhìn thấy con mồi trong tay trần tam thạch ánh mắt lộ rõ sự ghen tị tham lam nhưng khi nhìn thấy cung tên sau lưng hắn lại chỉ có thể kìm nén ý đồ xấu bác bảo tử quán nửa giờ sau Trần Tam Thạch nhìn tấm biển hiệu lớn mạ vàng cao ngất, dừng bước. Đây là tử quán mà cha hắn thường xuyên đến bán thú rừng săn được, cũng là một trong những tử lâu lớn nhất nhì trong thành, nghe nói chỉ một bữa ăn bình thường cũng phải tốn ba lượng bạc. Rõ ràng vừa rồi, ven đường toàn người dân sắp chết đói, nhưng lúc này, hắn lại tận mắt thấy một người giàu có ném cả đĩa thức ăn thừa đầy thịt cho chó ăn. Đúng là, cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết, mà thiếu lương thực sao, nếu thực sự lấy hết lương thực trong kho ra, chưa chắc đã không đủ cho cả thành ăn qua mùa đông này. Trần Tam Thạch cảm thán trong lòng. Người đến đón hắn ở tử quán là trưởng quỷ, xem như người quen của cha hắn. Tám cân hai lạng thịt thỏ, một con chim bồ câu nặng nửa cân, tổng cộng cho ngươi 85 văn tiền. Nam tử trung niên hơi mập, ngón tay nhanh nhẹn gãy bàn tính. Ngươi thấy có được không? Được, cảm tạ lưu bá bá. Trần Tam Thạch nói cảm ơn. Lưu Hoành Đạt cười nói, sau này có hàng tốt, cứ mang đến đây, đảm bảo không thiếu ngươi nửa đồng. Trần Tam Thạch nhận tiền đồng. Một ngày có thể kiếm được gần một tiền bạc, bình thường thì đủ sống rồi. Nhưng hôm nay phải nộp thuế, còn phải trả nợ, chút tiền này chẳng đáng là bao. Vẫn phải săn được con mồi lớn hơn mới được, khi hắn đang kiểm đến tiền, một thiếu niên gầy gò đen nhẽm đến bán cá. Thạch ca nhi. Thiếu niên nhận ra hắn ngay lập tức. Trần Tam Thạch cũng nhanh chóng nhớ ra cái tên tương ứng. Trương Thuận Con trai của Lý Thẩm, bạn chơi bùng hồi nhỏ của Nguyên Chủ. Nửa năm nay, nếu không có Lý Thẩm và Lan Tỷ giúp đỡ, thỉnh thoảng tiếp tế một hai bữa, có lẽ Trần Tam Thạch hắn đã chết đói từ lâu rồi. Thuận tử, đệ đến vừa lúc. Trần Tam Thạch lấy túi tiền đồng còn chưa kịp ấm ra, tiền thiếu nhà đệ lời còn chưa nói hết, đã bị thuận tử cắt ngang. Thạch ca nhi đừng vội, để tạm thời không cần tiền. Trương Thuận vừa nói vừa nhấc giỏ cá bên chân lên, cho thấy bên trong đầy ấp cá, thậm chí có con cá lớn nặng 7, 8 cân. Ngược lại ca mới khỏi bệnh, cần tiền nhiều hơn, khi nào thư thả thì trả lại cũng được, được, cảm ơn Thuận Tử. Trần Tam Thạch không từ chối nhiều. Hắn nợ người ta hai lượng bạc, một tiền bạc cũng không đủ, cứ để dành đủ rồi trả một lần cả gốc lẫn lãi cho sòng phẳng. Ca khách sáo gì chứ? hồi nhỏ còn là ca dạy để biết chữ mà. Hai người đều sống ở huyện Bà Dương, bèn cùng nhau về nhà. Trên đường trò chuyện, biết được cả nhà thuận tử dành dụng được mười mấy lượng bạc, định qua mấy hôm sẽ đưa thuận tử đến võ quán học võ. Học võ à, Trần Tam Thạch biết rõ thế giới này có thể học võ, người học võ lại có địa vị không tầm thường. Con cái nhà thường dân có thể vào võ quán học võ đã là rất tốt rồi, nếu có chút thành tựu, chính là làm rạng danh tổ tông hắn có bản điều khiển tự nhiên cũng muốn học võ nhưng cần không ít học phí hiện giờ phải vượt qua khó khăn trước mắt cái đã tích lũy đủ tiền rồi tính sau vào thị trấn trần tam thạch và thuận tử chia tay trần tam thạch chưa về đến nhà đã nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp đứng ở cửa lo lắng nhìn xung quanh đương nhiên là cố tâm lan bây giờ nàng cố gắng làm việc xong sớm để về nhà nấu cơm nhưng đợi mãi không thấy trượng phu về thấy trời đã tối suýt nữa chạy lên núi tìm người thạch ca nhi cố tâm lan vội vã chạy đến vừa lo lắng vừa trách móc trời tối rồi ngươi mới về muốn dọa chết ta sao không phải đã nói với ngươi có bắn được gì hay không không quan trọng sao trần tam thạch không vội nói gì cười tủm tỉm lấy ra một con chim bồ câu từ sau lưng a à, thạch ca nhi săn được rồi chưa kịp để cố tâm lan hoàng hồn một túi tiền đồng đã được nhét vào tay nàng cùng lúc đó vang lên giọng nói ôn hòa bên tai tối nay ăn thịt nửa giờ sau trên bàn cơm ngoài cơm trứng vịt muối còn có một bát canh chim bồ câu thơm phức từ khi cha nguyên chủ qua đời nhà họ đã nửa năm không được ăn thịt thạch ca nhi ngươi thật là lợi hại cố tâm lan vẫn còn hơi không dám tin nghe nói ngay cả triệu thúc trong thôn hôm nay cũng tay không trở về vận khí tốt mà thôi triệu thúc bọn họ đều là tay lão luyện ở nhị trọng sơn hễ săn được chính là thú lớn trần tam thạch cầm chân chim bồ câu ăn cơm trộn trứng vịt muối dạ dày được thỏa mãn vô cùng hắn cố ý không bán hết để lấy tiền chính là vì bồi bổ cho mình và lan tỷ chỉ là cố tâm lan vẫn không nỡ ăn thịt trần tam thạch phải thuyết phục mãi nàng mới chịu ăn cánh chim bồ câu ăn uống no nê hắn kéo lan tỷ cùng ngồi trên mép giường nàng cúi đầu mặt đỏ bừng ngón tay khẩn trương đan vào nhau tính ra hôm nay là ngày đầu tiên sau khi hai người họ thành thân dưới ánh nến lập lòe Trần Tam Thạch lần đầu tiên quan sát kỹ khuôn mặt xinh đẹp của Lan Tỷ. Lông mày thanh tú lay động lòng người, đôi mắt hạnh long lanh như nước mùa thu dưới ánh trăng, đôi má ửng hồng như hoa đào, cả người toát lên vẻ quyến rũ không thể che giấu. Lại thêm nàng còn biết chữ, biết theo thùa, nếu không phải trên người mặc đồ vải thô, thì đúng là tiểu thư khuê cát. Lan Tỷ Trần Tam Thạch vô thức tiến lại gần. Sao vậy, Thạch Ca Nhi, trên người tỷ thơm quá. Thạch ca nhi, ta, ta vẫn còn đau nửa đêm. Trần Tam Thạch dựa vào đầu giường, một cánh tay vẫn bị ôm chặt. Thạch ca nhi, cố tâm lan lộ vẻ u sầu, nhà mình có phải đắc tội với Tần Hùng không? Tần Hùng, ừm. Cố tâm lan gật đầu, ta nghe hàng xóm nói, ba ngày tên họ Tần đó lãng vãng trước cửa nhà mình hơn nửa ngày. Trần Tam Thạch ghi nhớ. Xem ra tên đó vẫn chưa từ bỏ ý định, sau này phải chú ý hơn mới được. Hắn an ủi, "Ngủ đi Lan tỷ, có ta ở đây." Ừm. Cố Tâm Lan đã mệt mỏi mơ màng, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Hai ngày nay, nàng không hiểu sao thấy an tâm. Trần Tam Thạch dựa vào đầu giường, phát hiện có một cuốn sách cũ còn sót lại ở đầu giường chưa bán, tiện tay cầm lên đọc. Kỹ năng đọc sách, nhập môn, tiến độ 15 phần 300, hiệu quả, tinh thần minh mẫn, đọc qua không quên thật sự được ba ngày đi sang lĩnh hội được, theo dấu, hắn đã nghĩ, đọc sách có được không, sự thật chứng minh, hắn đã đoán đúng. Không chỉ vậy, mà còn trực tiếp nhập môn. Xem ra nguyên chủ trước kia cũng đã tích lũy được kha khá, sao lại không thi đổ nổi tú tài chứ, có bản kỹ năng trong tay, Trần Tam Thạch đoán mình mà đi thi lại, nhất định sẽ đổ. Đáng tiếc kỳ thi tiếp theo còn phải đợi 2 năm nữa. Trước tiên hắn cần phải sống sót đã. Đọc sách một lúc, trần tam thạch cũng ngủ say cộc 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 mở cửa nhanh mở cửa sáng sớm hôm sau trần tam thạch bị đánh thức bởi những tiếng đập cửa dồn dập hắn để lan tỉ mặc quần áo tử tế rồi trốn vào phòng trong còn mình đứng dậy đi mở cửa ngoài cửa là hai vị quan sai một người cầm sổ sách người kia cầm roi dài quan thuế không cần nghĩ cũng biết họ đến làm gì trần tam thạch khách sáo nói hai vị đại nhân, cho ta thêm nửa tháng nữa, nhất định sẽ có tiền nộp thuế, theo quy định năm ngoái, hạn chốc nộp thuế còn khoảng 20 ngày nữa. Hắn cố gắng một chút, gom góp ba lượng bạc cũng không khó lắm. Quan thuế lại khịt mũi, nói, bây giờ phương Bắc giặc giả quái nhiễu không ngừng, phương Nam lại có cường đạo làm loạn, lúc này đại thịnh Vương Triều đang cần các ngươi cống hiến, sao có thể đợi lâu như vậy, Trần Tam Thạch hỏi, vậy ý đại nhân là, bao lâu, bảy ngày. Quan thuế giơ ba ngón tay, trong vòng 7 ngày, bất luận là ai, không nộp đủ thuế đều sẽ bị xung quân đi chút châu tu bổ kênh đào. Nói xong, hai vị quan sai xoay người rời đi, như đưa đám ma đi gõ cửa từng nhà chưa nộp thuế, gặp ai thái độ không tốt còn đánh hai roi. Thu thuế sao lại sớm hơn nhiều như vậy, chắc hẳn liên quan đến chiến loạn. Trần Tam Thạch ở huyện Bà Dương Thôn Yến Biên, giáp biên giới phía bắc của Đại Thịnh Vương Triều, phía bắc là vệ sở và tường thành, ngoài trường thành là mang tộc. Mười năm gần đây mang tộc quấy nhiễu càng thêm ráo riết, thậm chí từng có toán kỵ binh mang tộc nhỏ lẻ xâm nhập cướp bóc cả một thôn trang rồi rút lui. Mãi đến 3 năm trước triều đình phái một chi quân đội tinh nhuệ đến trấn thủ, tình hình mới ổn định, nhưng xung đột nhỏ lẻ lân cận tường thành vẫn chưa dứt. Không chỉ phương Bắc, phương Nam cũng không yên bình. Trần Tam Thạch tin tức không linh thông, cũng biết phương Nam khởi nghĩa liên miên, tuy mỗi lần đều bị trấn áp nhanh chóng, nhưng sẽ có người mới nổi dậy. 7 ngày, thúc ép cấp cáp như vậy thì làm được gì chứ? Dân thường lấy đâu ra bạc và lương thực, là người hiện đại có kiến thức lịch sử cơ bản. Hắn biết đây là những năm cuối vương triều, loạn thế sắp đến, dân tình sẽ ngày càng khốn khó. Thạch ca nhi, sao rồi? Cố tâm lan ở trong phòng lo lắng hỏi. Không có việc gì. Trần Tam Thạch không muốn để nàng lo lắng, giả vờ như không có chuyện gì, như thường lệ luyện tập bắn tên ăn sáng, rồi mang theo lương khô cung tên ra ngoài hắn đã rơi vào tầng lớp dưới đáy loạn thế chỉ có thể dựa theo quy tắc tìm cách sinh tồn bảy ngày phải nộp ba lượng bạc không phải chuyện dễ dàng trần tam thạch rất áp lực không chỉ hắn dân trong thôn đều kêu khổ không thôi hắn sắp ra khỏi thôn thấy mấy bóng người quen thuộc nhíu mày muốn tránh tiểu thạch đầu tần hùng dẫn hai tên lưu manh chủ động tiến đến ngươi trốn tránh ta làm gì trần tam thạch đang nghe chuyện trên tv audio cv đoán được đối phương định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hắn nói thẳng tần ca nếu vẫn là chuyện lần trước không cần nói nữa ngươi quên lời quan thuế rồi không đủ bạc là sẽ bị bắt đi tu bổ kênh đào tần hùng làm ra vẻ hiền lành đồng cảm nói phàm là dính đến chuyện này chưa từng nghe ai sống sót trở về khi bằng huynh để chịu thiệt một chút đưa cô nương nhà ngươi cho ta ta nộp thuế thay ngươi thế nào nếu thật sự bị bắt đi tu bổ kênh đào, ta coi như bị xui xẻo, không cần tần ca hao tâm tổn trí. Trần Tam Thạch không chút biểu cảm nói rồi muốn đi. Sau khi luyện tập bắn tên, hắn tự tin có sức mạnh, nói năng cũng cứng rắn hơn. Chỉ là, chưa cần thiết đối đầu trực tiếp. Thứ nhất, Tần Hùng có nhiều đàn em. Thứ hai, cả này còn có đệ đệ biết võ, nghe nói rất lợi hại, không dễ chọc. Tần Hùng không ngăn cản chỉ lạnh lùng nhìn hắn đi xa đại ca nói thẳng ra là cướp người đi cần gì phải đưa bạc một tên lưu manh hậm hực nói ngu xuẩn tần hùng cốc đầu hắn ngươi tưởng đại thịnh vương triều không có vương pháp sao cướp dân nữ trắng trợn từng thường xuyên xảy ra nhưng từ khi lương châu đốc sư tân nhiệm đến không ai dám làm vậy nữa người kia thì sao tên lưu manh hỏi đại ca không phải vẫn chờ dùng cô nương đó tặng lễ thay cho nhị ca sao cấp cái gì hắn thật sự có thể nhanh chóng gom đủ ba lượng bạc sao? Tần Hùng hừ lạnh, khinh thường nói, đến lúc đó, hắn bị lôi đi tu bổ kênh đào, một xu cũng không cần bỏ ra, bảy ngày, ba lượng bạc. Xem ra, ta phải săn thú lớn. Giải quyết xong chuyện thuế má, rồi tìm biện pháp xử lý họ Tần. Trần Tam Thạch đến hổ đầu sơn khi trời còn sớm, nhiều loài thú lớn chỉ xuất hiện lúc hoàng hôn, hắn không vội, tìm bãi đất trống luyện tập bắn tên. Hắn luyện tập không tốn sức, ngược lại có cảm giác thuận lợi. Trong 40 bước trăm phát trăm trúng không nói, 50 bước cũng có 80% trúng đích. Chỉ là hơi tốn tên. Rắc. Lại một mũi tên trúng hồng tâm, nhưng mũi tên gãy làm đôi. Trần Tam Thạch hơi xót ruột. Một mũi tên mới ít nhất cũng tốn 10 đồng, nhưng mũi tên vốn là vật tiêu hao, lại thêm trong tay hắn đều là tên cũ, hư hỏng là bình thường. Kỹ năng, bắn tên, nhập môn, tiến độ, 128 phần 200, hiệu quả, kéo được cung 6 lực, 40 bước không trượt phát nào, ngày mai cố gắng một chút, hẳn có thể lên cấp. Trần Tam Thạch ăn lương khô lấp đầy bụng, rồi bắt đầu làm việc. Hắn ngủ qua nhạy bén, không bỏ qua dấu vết nhỏ nào, không mất nhiều công sức, đã tìm thấy một con thỏ nhờ phân và nước tiểu gần bụi cây. Không chút do dự bắn một mũi tên xuyên tim, rồi bỏ vào túi. Không có con mồi nào lớn hơn sao? Trần Tam Thạch không hài lòng. Dù có kỹ năng theo dấu, cả buổi chiều hắn cũng không thấy dấu vết của thú lớn nào, mãi đến hoàng hôn mới tìm thấy một con gà rừng nhờ lông vũ ở sườn núi. Tên như sấm sét, mũi tên xuyên qua gà rừng, quán tính mang theo xác bay ra, ghim vào cành cây bên cạnh. Ước chừng nặng 4 cân. Gà rừng thịt ngon, giá gần bằng thịt heo, con này bán được 70 đồng. Nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Trần Tam Thạch giờ có thể khẳng định ở ngoại vi hổ đầu sơn không có con mồi lớn. Dù sao hắn có kỹ năng, theo dấu, không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào, không tìm thấy tức là không có. Theo dấu, nhập môn, tiến độ, 101 phần 200, hiệu quả, quan sát tỉ mỉ, bước chân nhẹ nhàng theo dấu cũng sắp lên cấp. Có lẽ, ta có thể thử vào sâu trong núi. Càng vào sâu con mồi càng nhiều, nhưng cũng càng nguy hiểm, thường chỉ có thợ săn lão luyện mới dám vào, như triệu thúc cùng thôn từ nhị trọng sơn trở đi sẽ có lợn rừng thậm chí hổ gấu xuất hiện hàng năm có không ít thợ săn bỏ mạng ở đó trước đây trần tam thạch mới đi săn lần đầu không dám tùy tiện xâm nhập giờ xem ra không đi không được dù sao kỹ năng bắn tên của hắn sắp lên cấp cũng có thể thử một lần về nhà chuẩn bị kỹ càng ngày mai đi nhị trọng sơn dạo một vòng sau khi quyết định trần tam thạch bắt đầu dọn dẹp hiện trường hắn giật gà rừng ra hơi mạnh tay, vô tình làm gãy cán tên. Chất lượng tên không tốt, Trần Tam Thạch lắc đầu, nhặt mũi tên, mang theo con mồi xuống núi. Săn cả ngày, bụng hắn đã đói meo, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, luôn chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh. Chắc là hiệu quả của tinh thần minh mẫn. Xem ra sau này buổi tối phải dành thời gian đọc sách, không thể chỉ nghĩ đến việc vui vẻ với Lan Tỷ. Luyện tên, săn bắn, đọc sách, ta phải là một người chăm chỉ. Bây giờ trời còn sớm, đi qua thôn Yến Biên, không ít người thấy Trần Tam Thạch tay trái một con gà tay phải một con thỏ, thắng lợi trở về. Tiểu tử được lắm, tiểu thạch đầu lợi hại thật, mới đi săn đã có thể kiếm được đồ mỗi ngày. Thứ, đúng là chuột con biết đào bới. Lại ghen tị rồi, không thể nhìn thấy người khác tốt. Ta ghen tị cái gì, một chút tiền đó còn chưa đủ nộp thuế, cũng đúng. Nhắc đến thuế má, tiếng kêu than nổi lên. Bao nhiêu người tích góp cả năm, đều bị vét sạch sẽ. Thạch ca nhi đợi chút, ta đang tìm huynh đây, thuận tử. Trần Tam Thạch nhìn thiếu niên đen gầy chạy về phía mình. Sao vậy thuận tử, ca, huynh có cần ta giúp không? Chuyện thu thuế đã sớm ầm ĩ. Trương Thuận hôm nay bán cá xong liền đến hỏi thăm. Ngươi, không phải còn muốn tập võ sao, Trần Tam Thạch hơi động lòng. Bảy ngày gom đủ ba lượng bạc, ai cũng không tự tin hoàn toàn nếu có thể mượn trước số tiền này không còn gì tốt hơn cùng lắm thì tích góp trả gấp đôi cảm ơn đàng hoàng tập võ không vội hai ngày này nộp thuế mới là việc cấp trương thuận gãi đầu thật thà nói ca huynh đi với ta về nhà nhà ta có bạc ba lượng bạc đối với dân thường đây là một số tiền lớn trần tam thạch cảm động chính ra mười ba về ta không thể dùng không tiền của ngươi ca huynh nói gì vậy trương thuận nói huynh dạy ta biết chữ từ nhỏ không nói còn nhớ lần chúng ta xuống sông nếu không có huynh kéo ta ta đã chết đuối rồi bây giờ cũng không thể ở đây nói chuyện với huynh nói thì nói như vậy nhưng được giúp đỡ lúc khó khăn dù sao cũng đáng quý k huynh đợi một chút ta về nhà lấy tiền thuận tử không cho trần tam thạch từ chối quay người chạy như bay người ta không muốn lấy lãi trần tam thạch cũng không tiện dùng không tiền của người ta hắn mang theo gà rừng và thỏ đi theo định coi như quà cảm ơn. Nhà của Thuận Tử không xa, 10 phút đã đến nơi, cửa nhà Thuận Tử không đóng. Trần Tam Thạch vừa định vào chào hỏi, một cơn gió thổi tới, mang theo tiếng cãi nhau. "Thuận Tử, ba lượng bạc, ngươi điên rồi sao?" "Mẹ, đó là thạch đầu ca của con, hồi bé đã cứu mạng con." "Cứu mạng thì sao, nhà ta không phải đã báo đáp rồi sao? Trước đây hắn bị bệnh, tiền thuốc thang không phải nhà ta trả sao?" "Mẹ, cả nhà ta làm lụng vất vả bao nhiêu năm" dành dụng được chút tiền, không phải để ngươi bái sư võ quán, trở thành võ sư sao? Ít nhất, ngươi cũng thương xót cha ngươi chứ. Cha ngươi què hơn nửa năm không có tiền chữa trị, ngươi mở miệng cho người ngoài mượn ba lượng bạc, Trần Tam Thạch dừng bước, lặng lẽ đặt con gà rừng xuống, quay người bỏ đi. Giúp là tình cảm, không giúp là lẽ thường, hắn không có bất kỳ cảm xúc, ăn cháo đá bát, nào, ngược lại rất cảm kích thuận tử. Không phải ai cũng giàu có, mọi người đều khó khăn vẫn phải dựa vào chính mình, Trần Tam Thạch càng quyết tâm đi nhị trọng sơn hơn. Hắn đi đến bác bảo tử quán ở huyện thành trước khi trời tối. Con thỏ nặng gần một cân, bán được 71 đồng. Có tiền, hắn không vội về nhà, mà đi chợ, chuẩn bị cho việc ngày mai lên nhị trọng sơn. Ồ, tiểu thạch đầu lại đến. Lão từ nhiệt tình chào hỏi. Từ bá bá, cháu muốn mua mấy mũi tên. Liễu Diệp tiễn trong tay Trần Tam Thạch, bắn thỏ gà rừng thì được, cặp con mồi lớn da dày thịt béo, sức sát thương không đủ. Cháu muốn loại nào, bá bá đều có. Nhìn qua, trên quầy có 7-8 loại tên, chất lượng đều rất tốt, thậm chí có loại không phải dân gian có thể làm ra, thuộc về quân giới. Ngoài bà Dương thành 50 dặm có vệ sở đóng quân, việc quân giới lưu thông trên chợ không có gì lạ. Chưa kể, lão từ xuất thân quân hộ, con trai còn làm tiểu kỳ, có chút mánh khóe kiếm chác trong quân đội là chuyện bình thường. Trần Tam Thạch đưa mắt nhìn trên quầy, phần lớn cán tên đều làm từ gỗ bạch dương, đuôi gắn lông chim, khác biệt chủ yếu ở đầu mũi tên. mũi tên khác nhau, công dụng cũng khác nhau. có loại xuyên thấu mạnh, có loại gây thương tích lớn, có loại bắn lửa, có loại dùng dưới nước, còn có loại chuyên dùng để truyền tín hiệu, có thể nói chủng loại phong phú. cuối cùng hắn chọn một loại mũi tên hình dáng đặc biệt. Lan Nha Tiễn Tên như ý nghĩa, đầu mũi tên hai cánh ba ngạnh, giống răng sói nhô ra. Mũi tên này một khi bắn trúng, hai bên móc câu sẽ mắc kẹt trong cơ thể, muốn rút ra sẽ kéo theo một mảng thịt lớn, không rút ra cũng sẽ tiếp tục nghiền thịt, dù là săn thú hay bắn người, lực sát thương đều cực mạnh. Lão Từ mở miệng, Lan Nha Tiễn này là hàng tốt, bán cho người khác 23 đồng một cây, bán cho ngươi 20 đồng. Không thể rẻ hơn, rẻ hơn ta lỗ vốn. Trần Tam Thạch cắn răng, mua 5 cây. Đạo lý mài dao không làm lỡ việc đốn củi hắn hiểu, muốn có thành quả phải đầu tư. Nếu có điều kiện, hắn còn muốn mua một cây cung nặng hơn. Dù sao lực sát thương của cung tên phụ thuộc vào sức kéo. Hắn cố ý nhìn kỹ, cây cung nặng nhất trên quầy chỉ là cung bốn lực, không có cung nặng hơn. Chỉ có cung nặng mới có thể xuyên giáp. Xem ra kiếm lời từ quân giới cũng có giới hạn một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tính cả hai mũi tên đã gãy trước đó, tổng cộng mất 11 đồng, cuối cùng trả 89 đồng. Một ngày coi như làm không công, nhưng cũng thu lại được kha khá, Trần Tam Thạch bỏ la nha tiễn vào túi, đi về nhà. Trên đường về, Trần Tam Thạch lại gặp Tần Hùng và đám lưu manh của gã, ngồi chờ trên đường hắn phải đi qua, nhìn hắn với ánh mắt không thiện chí. Rõ ràng là cố ý dùng cách này để đe dọa hắn âm hồn không tan, tránh cũng không thoát. Nộp thuế xong rồi tính tiếp. Trần Tam Thạch chọn cách lờ bọn gã, đi thẳng về nhà. Đại ca, hắn láo sự quá, hay là đánh hắn một trận, đám lưu manh hung hăng bàn tán. Đánh hắn, Tần Hùng chỉ vào cung tên sau lưng Trần Tam Thạch, hỏi, biết đó là gì không, cung tên thôi. Cung bốn lực, đủ để bắn xuyên tim ngươi. Có thể sử dụng thứ này, ngươi nghĩ ngươi thắng được hắn sao, Tần Hùng hơi bực bội, cả ban đầu tưởng họ trần chỉ là một thư sinh lên núi săn bắn là tìm vận may. Kết quả nghe ngóng mới biết tên tiểu tử này hai ngày nay đều có thể bán được hàng, chứng tỏ có kỹ năng thật, không phải đùa. Thợ săn trong thôn thật ra không dễ chọc. Trước đây chỉ là bắt nạt tên tiểu tử này mồ côi cha, lại là thư sinh. đương nhiên thời buổi này có kỹ năng cũng vô dụng, có tiền mới được. Thỏ và gà rừng cũng không đáng mấy đồng bạc qua hai ngày nữa không gom đủ ba lượng bạc vẫn sẽ bị gã nắm trong tay đêm khuya Trần Tam Thạch nhẹ nhàng xuống giường Lan Tỷ đã ngủ say mình vẫn còn quá trẻ nóng vội Trần Tam Thạch hơi hối hận vì đã nói sẽ về nhà đọc sách thời gian đọc sách không có luyện tập bắn tên cũng không thể chậm trễ trước khi lên núi tốt nhất là nâng cấp kỹ năng bắn tên lên giai đoạn tiếp theo hắn cầm cung ra ngoài đến bãi đất trống sau nhà, bắt đầu luyện tập dưới ánh trăng. Theo từng mũi liễu dịp tiễn được bắn ra, độ thuần thục cũng tăng lên. Luyện tập đến nửa đêm, Trần Tam Thạch mới về phòng ngủ vài tiếng, nghe tiếng gà gáy liền dậy luyện tập tiếp. Vút lại một mũi tên bắn ra, bắn trúng một con chim sẻ đang kiếm ăn trên cây. Đồng thời, bản hiển thị thay đổi. Kỹ năng, bắn tên, tinh thông, tiến độ, 0 phần 500, hiệu quả, thể chất tăng lên, cung thủ trời sinh, dễ dàng kéo cung một thạch, bên trong 70 bước, trong nháy mắt bắn ba phát bách phát bách trúng lần này, lần thăng cấp này, Trần Tam Thạch không chỉ sức mạnh, kỹ năng bắn tên tăng lên toàn diện, mà cơ bắp và xương cốt cũng thay đổi, thể chất tăng vọt. Với thể chất này, dù chưa từng tập võ, hắn cũng có thể dễ dàng kéo cung nặng một thạch, bên trong 80 mét tên trúng hồng tâm to bằng bàn tay. Một thạch của Đại Thịnh Vương Triều, tương đương khoảng 150 cân. Cung tên nặng như vậy, cơ bản chỉ có người tập võ mới dùng được. Hồng tâm to bằng bàn tay, ở khoảng cách 80m, thực ra chỉ là một chấm đen. Còn về, trong nháy mắt bắn 3 phát. Có kinh Phật từng ghi lại, 20 sát na là một niệm, 20 niệm là một giây lát, một ngày đêm là 30 giấc lát. Theo đó, trong nháy mắt, tính ra khoảng 7 giây. Trong nháy mắt bắn 3 phát. Tức là từ Dương cung lấy tên, đặt tên đến bắn ra khoảng 2 giây sẽ bắn ra một mũi tên tinh chuẩn. Cung một thạch, 80 m 2 giây. Tách riêng không có gì dê gớm, nhưng ba yếu tố này kết hợp lại, lại rất đáng sợ. Trần Tam Thạch hơi bất ngờ. Độ thuần thục không chỉ nâng cao kỹ thuật, còn cải thiện thể chất. Hắn cảm thấy xương cốt toàn thân trở nên chắc khỏe hơn, cánh tay và ngón tay cũng thon dài hơn. Không biết thể chất này có giúp ích gì cho việc tập võ sau này không? Tóm lại, hắn có thêm tự tin trong việc săn được con mồi lớn trong sáu ngày tới. Thạch ca nhi, ăn cơm. Giọng nói dịu dàng làm Trần Tam Thạch tỉnh táo lại. Hắn vội vàng ăn sáng, mang theo số trứng vịt muối còn lại trong nhà, thêm nửa túi ngô. Làm gì vậy? Cố tâm lan hơi nghi hoặc. Trứng vịt muối thì hiểu được, nhưng ngô sống không ăn được, mang lên núi làm gì, lễ vật. Trần Tam Thạch trả lời ngắn gọn rồi đi ra ngoài. Thạch ca nhi, ngươi cẩn thận nhé. Cố tâm lan đầy lo lắng, hôm qua lúc ta về, lại thấy họ tần lãng vãng gần nhà mình, ta sợ ta biết. Trần Tam thạch giọng kiên định, yên tâm đi nương tử, hắn không làm gì được ngươi đâu. Nương tử, cố tâm lan mặt hơi nóng lên. Thạch ca nhi nói vậy, nàng cũng không còn sợ nữa. Nhị trọng sơn, cơ bản đều là thợ săn lão luyện đi cùng nhau. Một mặt vì nguy hiểm, có thể hỗ trợ nhau. Mặt khác, nếu săn được con mồi vài trăm cân Cũng cần người khiêng xuống Lâu dần hình thành những nhóm nhỏ Muốn gia nhập Tốt nhất phải có người quen giới thiệu Nếu không Nếu đi với kẻ tham lam Trong rừng sâu núi thẳm E rằng thi thể cũng không tìm thấy được Ngươi muốn đi nhị trọng sơn Triệu tiều hơi bất ngờ Tiểu thạch đầu Ngươi mới đi săn được mấy ngày Thế nhà ta năm nay chưa nộp Trần Tam Thạch nói thẳng Ngoài nhị trọng sơn còn chỗ nào có thể kiếm được ba lượng bạc trong thời gian ngắn như vậy? Ai, nghe vậy, Triệu Tiều không khỏi thở dài. Thời buổi này, sưu cao thuế nặng. Hắn do dự một chút, được thôi, nhưng nói trước, nếu ngươi tay không trở về, đừng trách ta. Đương nhiên, Triệu thúc yên tâm. Trần Tam Thạch gật đầu. Trên đường lên núi, Triệu Tiều bắt đầu dặn dò, trong núi sâu có nhiều thú không sai, nhưng cũng thường xuyên chết người, gặp hổ, gấu thì phải chạy ngay còn có một điều quan trọng nhất tránh cẩm y tránh cẩm y trần tam thạch nghi hoặc đúng vậy triệu tiều trầm giọng giải thích mặc cẩm y lên núi săn bắn hoặc là võ sư võ quán hoặc là công tử nhà giàu chúng ta không chọc nổi từng có thợ săn tranh con mồi với lão gia kết quả mất mạng cho nên sau này phạm vi hoạt động của chúng ta chỉ ở phía nam nhị trọng sơn ít ai dám qua phía bắc ngươi phải nhớ kỹ. Cuối cùng, nếu ngươi săn được con mồi lớn không mang nổi, thì bắn tên báo hiệu lên trời, thợ săn gần đó sẽ đến giúp kiên xuống núi, đương nhiên ngươi cũng phải trả tiền công. Nói chung là vậy, đồng thời phải cẩn thận mọi thứ, người cùng làng cũng có thể lừa ngươi. Triệu tiều lấy ra một mũi tên báo hiệu từ ống tên đưa cho Trần Tam Thạch. Tên báo hiệu, giống như tên gọi, không phải làm bằng sắt, mà là gỗ, bên trong rỗng, bắn ra sẽ có tiếng vang lớn, không có sức sát thương. Cảm ơn Triệu Thúc. Trần Tam Thạch cảm ơn rất chân thành. Mấy quả trứng vịt muối đổi lấy những lời này, quá lời rồi. Vừa nói chuyện, hai người đã đến chân núi Nhị Trọng Sơn. Để tránh tranh giành con mồi, các thợ săn thường tản ra hoạt động, trừ khi hẹn nhau đi săn thú dữ. Nhị Trọng Sơn tĩnh mịch rậm rạp. Trần Tam Thạch vừa bước vào rừng, đã phát hiện nhiều dấu vết phân và nước tiểu của động vật trong bùn đất, dấu chân dưới cỏ trong phạm vi 10 mét xung quanh. Có một số chó săn còn làm không được như ta, ta tuy không có chó săn, nhưng bản thân mình hơn hẳn chó săn, đây còn chỉ là nhập môn thôi, hắn dốc toàn lực, phát cung tên đi đi lại lại trong rừng, không bỏ sót một tiếng động nhỏ nào. Con mồi ở nhị trọng sơn không ít, nhưng đa phần là thỏ, gà rừng, động vật nhỏ, động vật lớn rất khó tìm. Thêm vào mấy năm mất mùa săn bắn quá mức, đám thợ săn nhị trọng sơn cũng chỉ sống qua ngày, Tay không xuống núi cũng là chuyện thường. Theo lời Triệu Thúc, nơi có nhiều con mồi thật sự là sườn phía bắc núi, nhưng nơi đó là bãi săn của nhà giàu, người nghèo không có võ công trong người, căn bản không dám bén mảng tới. Ngay cả săn bắn cũng bị áp bức sao, Trần Tam Thạch không vội đi săn. Với trình độ hiện tại của hắn, săn thỏ là chuyện dễ dàng, tốt nhất là tìm thứ gì đó lớn hơn, dù là hưu nai cũng được. Tập trung cao độ. Trần Tam Thạch không những không thấy mệt ngược lại cảm thấy thế giới trong mắt hắn ngày càng rõ ràng, như sắp bước vào một cảnh giới khác. Quả nhiên, vượt qua giới hạn, bản kỹ năng như sóng nước hiện ra. Theo dấu, tinh thông, tiến độ, không phần 500, hiệu quả, nhìn rõ kinh người, người nhẹ như yến sau cảm giác huyền bí khó tả, Trần Tam Thạch cảm thấy ngũ giác của mình lại tăng thêm một bậc. Hiện tại, hắn thậm chí có thể thấy rõ cả lông động vật trên mặt đất, có vài loài vật hoang dã sẽ cố tình che dấu phân và nước tiểu nhưng chúng không thể che giấu lông của mình vô tình rơi rụng. Hơn nữa, sức quan sát không chỉ dùng để săn bắn, bắn tên cũng cần thị lực tốt. Hồng tâm to bằng bàn tay, ở khoảng cách hơn 80 mét chỉ là một chấm đen, nhưng nếu hắn có thể thấy rõ thứ nhỏ hơn, tự nhiên sẽ bắn chuẩn hơn. Những kỹ năng này có thể hỗ trợ lẫn nhau. Kết hợp với, xem qua không quên, từ việc đọc sách, mình như mở ra cung điện ký ức của hôm, chỉ là phiên bản chuyên dụng cho săn thú. Trần Tam Thạch xoay người, nhặt lên một sợi lông màu đen từ bụi cỏ dưới chân sợi lông này dài nửa ngón tay khá cứng chưa bị phân hủy chứng tỏ chủ nhân của nó vừa xuất hiện ở gần đây cứ vài chục bước lại tìm thấy vài sợi lông tương tự đi khoảng trăm bước bắt đầu xuất hiện dấu chân rõ ràng hắn bắt đầu lần theo dấu vết đường núi gập ghềnh hai chân trần tam thạch đi lại nhẹ nhàng tốc độ nhanh lạ thường mà gần như không phát ra tiếng động đúng là người nhẹ như yến không biết có tính là kinh công không nhỉ, có động tĩnh, hắn giảm tốc độ bên ngoài rừng trúc, tiến về phía phát ra âm thanh. Một con lợn rừng to lớn, toàn thân đen tuyền, đột nhiên xuất hiện. Đằng sau lợn rừng mẹ còn có năm con lợn con, nó đi trước củi bùng tìm thức ăn, lợn con lũng cũng theo sau, cả nhà lợn vui vẻ hòa thuận, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần. Phát tài rồi, con lợn mẹ này nhìn ít nhất cũng 300 cân, lợn con còn đáng tiền hơn, Trần Tam Thạch như thấy bạc trắng đang vẫy gọi mình, hắn kìm nén kích động, cố gắng tiến đến gần lợn rừng. Hắn có thể bắn xa không giả, nhưng tất nhiên càng gần thì uy lực càng lớn, nhất là đối phó với thứ da dày thịt béo như lợn rừng, ở quá xa khó mà bắn được chí mạng. Đến khi còn khoảng 20 bước, Trần Tam Thạch mới dừng lại ở một chỗ dốc ngược. Hắn nhẹ nhàng tháo trường cung sau lưng, lắp vào lan nha tiễn mới tinh. Cung bốn lực giờ trong tay hắn nhẹ bẩn, gần như không mất sức đã kéo căng, cảm giác dùng thêm chút sức là đứt dây cung rung, tên bay, chớp mắt đã đến, ép vì bắn lén từ phía sau, mũi tên cắm thẳng vào mông lợn rừng, gây ra tiếng kêu thảm thiết, chim chóc kinh hải bay tứ tung. Có lẽ vì cung quá nhẹ, mũi tên chỉ cắm vào da thịt khoảng 3 tấc. Con lợn rừng không bỏ chạy, ngược lại nổi điên, mặc kệ máu chảy không ngừng, thở phì phò lao về phía hắn. Lợn rừng, thực chất cũng là một loại mảnh thú. Người thường nếu bị lợn rừng hút, không chết cũng nằm liệt giường nửa tháng, trần tam thạch vẫn giữ bình tĩnh mũi tên thứ hai đã bắn ra phập lợn rừng lại trúng tên rõ ràng khựng lại nhưng không dừng hẳn chỉ là tiếp tục lao tới với tốc độ chậm hơn mũi tên thứ ba bay tới xuyên qua đầu nó lúc này lợn rừng mới đổ gục xuống tắt thở năm con lợn con bên cạnh hoảng sợ chạy tán loạn địa hình xung quanh phức tạp lợn con lại nhỏ nếu là thợ săn bình thường ít nhất cũng sẽ để sổng hai con nhưng Trần Tam Thạch bắn tên không tầm thường. Vèo 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 chỉ trong vài hơi thở, năm con lợn con đều bị bắn suy người, chết không thể chết hơn. Túi tên của Trần Tam Thạch cũng vừa hay hết sạch. Heo mẹ hơn 300 cân, lại thêm năm con lợn con. Đủ để cho ta nộp thuế, lại còn dư không ít tiền, chỉ là muốn mang về e rằng hơi phiền phức. Nơi này đã là chốn núi sâu, cách huyện thành hơn mấy chục dặm đường, không nói một người không khiên nổi, con mồi nhiều cũng không thể bắt hết được trần tam thạch nghĩ ngợi vẫn là bắn một mũi tên hiệu lệnh lên trời ta đang ở cách vị trí ban đầu rất xa cũng không biết triệu thúc ở đâu có nghe được tín hiệu của ta không không lâu sau bên ngoài rừng trúc vang lên tiếng bước chân nhưng người đến không phải triệu tiều mà là một hán tử vạm vỡ trên mặt có vết sẹo hán tử nhìn thấy lợn rừng dưới đất đầu tiên là hâm mộ sau đó thấy là một người trẻ tuổi xa lạ săn được, lại cảm thấy khó tin, cuối cùng sắc mặt càng thêm kỳ quái. Huynh đệ Hán tử nhanh chân bước tới, nhìn từ đầu đến chân thanh niên trắng trẻo như thư sinh này, chưa từng thấy ngươi. Trần Tam Thạch tự giới thiệu, triệu tiều thúc ở thôn Yến Biên dẫn ta lên núi, ta tên Trần Tam Thạch. Ta đi loanh quanh ba bốn ngày nay, cũng không săn được thứ gì đáng giá. Hán tử nheo mắt, ngươi mới lên núi ngày đầu, đã săn được nhiều thứ quý giá thế này chỉ là may mắn thôi. Trần Tam Thạch chấp tay, xin huynh đệ giúp một tay, khiên con mồi xuống huyện thành, ta sẽ trả công theo quy định của thôn. Giúp đỡ thì đương nhiên không thành vấn đề. Hán tử ngoài miệng nói vậy, mắt lại đảo liên tục, chỉ là từ đây đến huyện thành không gần, tiền thù lao, hắn đã mấy ngày nay không thu hoạch được gì, nhà gần như không có cái ăn, hôm nay may mắn gặp cơ hội, sao có thể không đòi thêm ít tiền. Hán tử đang tính toán, bỗng nghe thấy tiếng dây cung bật lên. Hắn ngẩng đầu, thấy Trần Tam Thạch không biết từ lúc nào đã bắn một mũi tên. Ở đằng xa, một con thỏ đang chạy bị trúng tên ngã xuống. Khoảng cách này, chừng 70 bước, thêm vào cây cối rậm rạp, hắn thậm chí còn không để ý có con thỏ. Quan trọng nhất là, hắn để ý thấy Trần Tam Thạch vừa rồi kéo cung, dường như chỉ dùng một ngón tay để phát lực, ngón tay kia chỉ khẽ giữ để cố định mũi tên, hoàn toàn không dùng sức, sức mạnh một ngón tay dễ dàng kéo căng cung bốn lực lại thêm độ chính xác này nếu có điều kiện cho phép, chẳng phải có thể kéo được cung một thạch sao? Huyện Bà Dương từ khi nào lại xuất hiện một thần tiễn thủ trẻ tuổi thế này, hắn tử đâu còn ý định xấu xa nữa, lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Tam thạch huynh đệ, không, thạch ca, ngươi đừng động, để ta đi nhặt giúp ngươi, khiên con mồi giúp ngươi cũng không cần tiền, chúng ta kết bạn, nói rồi, hắn vội chạy về phía con thỏ. Trần Tam thạch tức cung, khẽ lắc đầu sức quan sát của hắn mạnh đến mức thấy rõ từng sợi lông, làm sao không nhận ra người này từ đầu đã có ý đồ xấu, cho nên mới cố tình phô diễn một chút. Muốn không bị người khác ức hiếp, vẫn phải thể hiện thực lực mới được, hắn tử dùng dao chặt hai cành cây, cùng với Trần Tam Thạch khiên lợn rừng xuống núi. Hắn tự giới thiệu, ta tên Ngô Đạt, ở ngay thôn bên cạnh các ngươi, năm nay 16 tuổi, sau này xin Thạch ca giúp đỡ nhiều hơn. Trần Tam Thạch nhìn hắn tử mặt sẹo đang cười với mình, nhất thời không biết nói gì. Tên gia hỏa này 16 tuổi sao? Lợn rừng, Thạch Ca săn được một con lợn rừng. Vừa đến cổng thôn Yến Biên, mọi người đã xôn xao. Lợn rừng nặng 300 cân, tuy cũng có người săn được, nhưng thường là hai ba người hợp sức, một mình săn được cả đàn lợn rừng, tuyệt đối là thợ săn đỉnh cấp. Chưa kể đối với thôn dân, Trần Tam Thạch là một thư sinh vì không sống nổi nữa mới đi săn. Một đồn mười, mười đồn trăm, chưa đến nửa canh giờ, hắn đã nổi danh khắp mấy thôn gần đó. Tại bác bảo tử quán. Heo mẹ 320 cân, mỗi cân 18 đồng. Lợn con mỗi cân 20 đồng, 5 con tổng cộng 60 cân 2 lạng. Tổng cộng 6. 964 đồng, ta thay lão bản quyết định, trả ngươi 7 lượng bạc, sau này săn được thịt trừng tươi, đừng có bán cho nhà khác nhé tiểu thạch đầu, trưởng quầy lưu hành đạt vung tay, ném ra túi tiền nhỏ. Về lý thuyết, 1.000 đồng tương đương một lượng bạc, nhưng bạc là tiền tệ cứng, không phải lúc nào cũng đổi được, tỷ giá thường xuyên biến động. Đối phương trả thẳng bằng bạc, rõ ràng là chiếu cố. Cảm ơn Lưu Bá. Trần Tam Thạch nhận túi tiền, cảm nhận trọng lượng nặng trĩu. Bảy lượng bạc, không chỉ đủ tiền thuế, còn đủ mua quần áo mùa đông. Ngươi thật có bản lĩnh. Lưu Hoành đạt tấm tắc khen, cứ đà này, không lâu nữa ngươi liền có thể vào thành sống, nếu học thêm chút võ nghệ, cũng coi như thành danh rồi về võ quán lưu bá có đề cử nào không trần tam thạch đã giải quyết được khó khăn trước mắt tiếp theo đương nhiên phải tính đến chuyện tập võ võ quán nổi tiếng nhất huyện bà dương là bốn võ quán thiên nguyên thái lôi vân hạc triệu thị nhưng họ chỉ tuyển đệ tử vào thời gian cố định trong năm năm nay đã muộn rồi theo ta dân thường như chúng ta không cần phải vào võ quán lớn học vài đường quyền có thể hù dọa người là được rồi nếu ngươi nhất định muốn vào võ quán lớn có thể hỏi thuận tử thuận tử. Trần Tam Thạch không hiểu lắm. Thằng nhóc đó dạo này hay mời đệ tử võ quán ăn cơm, ngay đối diện, kia kìa, vừa mới đi ra. Lưu Hoành Đạt chỉ ra phía sau. Đối diện bác bảo tử quán có một quán ăn bình dân. Trần Tam Thạch quay đầu lại, vừa hay thấy Trương Thuận cùng với hai thanh niên áo trắng bước ra từ quán cơm. Thạch ca nhi. Trương Thuận thấy hắn, vội bỏ lại hai thanh niên chạy tới, ấy nấy, ca, mấy hôm nay đệ định tìm ca, chuyện lần trước Trần Tam Thạch nhắc lời, thuận tử, đừng lo cho ta, ta đã gom được đủ tiền rồi. Thạch ca nhà ngươi vừa săn được cả đàn lợn rừng, bán cho ta được bảy lượng bạc đấy. Lưu Hoành Đạt nói thay hắn. Thật sao? Ca thật lợi hại, để đánh cá không biết bao lâu mới kiếm được bảy lượng bạc. Thuận tử hâm mộ không thôi. Nhưng sự hâm mộ của hắn rất trong sáng, không có tạp niệm. Đúng rồi, cái này cho đệ. Trần Tam Thạch lấy ra ba tiền bạc vụn, định trả lại cả gốc lẫn lãi. Ca, đệ không thể nhận, lần trước đệ có giúp được gì cho huynh đâu. Chuyện nào ra chuyện đó, cha ngươi chữa trị chân cũng cần tiền. Dằn có một hồi, Trần Tam Thạch mới nhét được bạc vào túi đối phương, chuyển chủ đề, đệ đang mời đệ tử võ quán ăn cơ mà, đúng vậy. Thuận tử hạ giọng, đệ lỡ mất đợt tuyển sinh của Thái Lôi võ quán, nên muốn tìm cách khác, xem có thể nhận thêm đệ không hắn vừa rồi gặp hai đệ tử võ quán bên ngoài đối phương chủ động nói có thể giúp nói tốt cho hắn cho nên hắn nên mới mời ăn cơm kéo quan hệ đây đã là bữa thứ ba dù là quán nhỏ không xa hoa như bác bảo tử quán cũng tốn không ít tiền ra vậy trần tam thạch nhìn sang hai đệ tử võ quán bên đường một người ngậm tâm một người vỗ bụng no tròn ở hơi có vẻ sốt ruột thúc giục tiểu thuận tử còn làm gì đấy đi thôi không phải muốn đi uống rượu sao vị sư huynh ta giới thiệu cho ngươi kia thế nhưng là người được sư phụ xem trọng người hiểu ý ta chứ hai vị sư huynh đừng nóng giận ta đến đây trương thuận vội vàng cáo biệt trần tam thạch nhìn họ đi xa luôn cảm thấy ánh mắt hai vị đệ tử võ quán kia không đáng tin cậy lắm sau này nhắc nhở thuận tử cẩn thận một chút vậy hắn không nán lại lâu vội vàng chạy đến nha môn nộp ba lượng bạc tiền thuế tận mắt thấy quan thuế đánh dấu trong sổ, lòng hắn như trút được gánh nặng. Chỉ còn lại họ tần không biết cả còn tìm cách gây phiền phức nữa không, ta phải về nhà nhanh thôi, không lan tỷ lại lo lắng. Trần Tam Thạch vội vã chạy về. Trước cửa nhà, cố tâm lan đang bị mấy bà hàng xóm lôi kéo nói chuyện, toàn là khen ngợi trượng phu nàng giỏi giang. Nào là biết chữ, biết kiếm tiền, lại còn đẹp trai. Tóm lại, khi một nam nhân có thể kiếm tiền, điểm xấu cũng thành điểm tốt. Tâm Lan, phải mau mau sinh cho thạch ca nhà ngươi một đứa con trai đi, chuyện này không cần chúng ta lo, mong Tâm Lan to thế kia, nhất định sẽ sinh con trai. Mấy bà hàng xóm mỗi người một câu, khiến Lan tỷ đỏ mặt. Tâm Lan, mau nhìn kìa, trượng phu ngươi về rồi. Thạch ca nhi. Cố Tâm Lan nào còn tâm trí tán gẫu, chạy ra đón người. Tối nay ăn thịt thỏ. Trần Tam Thạch cười, giơ lên nửa con thỏ. Cố tâm lan không thèm nhìn con thỏ, đưa tay sờ soạn khắp người hắn. Thạch ca nhi, chàng không bị thương chứ. Ta nghe nói lợn rừng hung dữ lắm, trần tam thạch ngẩng người. Không sao, yên tâm đi. Thạch ca nhi, lần sau chàng đừng có chọc vào thứ nguy hiểm như thế nữa. Cố tâm lan thấy trượng phu không sao mới thở phào, rồi giúp hắn cầm đồ. Đói không, ta đi nấu cơm. Trần Tam Thạch nhìn bóng lưng Lan Tỷ bận rộn, bỗng dâng lên cảm giác ấm áp, Hắn ở thế giới này cũng có một mái ấm. Không lâu sau, mùi thơm của thức ăn từ nhà bếp đã phả vào mặt. Cái bụng đói meo của Trần Tam Thạch không ngừng kêu réo. Cốc 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 đang định ăn cơm thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Ai đấy, ta? Tần Hùng, nghe thấy cái tên này, cố tâm lan tái mặt, kéo tay áo Trần Tam Thạch, ra hiệu hắn đừng ra. Không sao, ta ra xem một chút. Trần Tam Thạch giấu con dao làm bếp sau lưng, ra ngoài nghênh đón. Hắn nghĩ họ từng biết mình đã nộp thuế, hoặc là muốn tìm cớ gây sự hoặc là đến làm căng, nhưng tình hình thực tế có vẻ hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy Tần Hùng mặt mày tươi cười, tay còn ôm một vò rượu rẻ tiền. Ha 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 ha, hiền đệ, Trần Tam Thạch nhíu mày. Ngươi làm gì thế này, hiền đệ à, ta đến nhận lỗi với ngươi. Tần Hùng vừa nói vừa vỗ vai Trần Tam Thạch như vô tình, thực tế là âm thầm dùng sức, kết quả Trần Tam Thạch vẫn đứng im như tượng. Quái lạ, thằng nhãi này lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, hôm nay gã vừa về nhà, đã nghe nói tên thư sinh họ trần một mình đánh chết một con lợn rừng. Bây giờ là mùa thu, lợn rừng sinh con, rất hung dữ, trước đây đã có những thợ săn bị lợn rừng hút chết. Có thể một mình giải quyết lợn rừng, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nhưng tên này rõ ràng là một thư sinh yếu ớt, chẳng lẽ hắn trời sinh có sức mạnh, chỉ là đi nhầm đường, ủng phí tài năng, tóm lại, Tần Hùng quyết định từ bỏ ý định với cố tâm lan. Những năm nay gã có thể sống ung dung ở vùng này, một mình nuôi đệ đệ lớn lên, lại đưa vào võ quán tốt nhất, cũng không phải kẻ lỗ mãng như vẻ bề ngoài. Ai có thể đắc tội, ai không nên chọc, gã rất rõ ràng. Nếu mình thực sự đắc tội một thợ săn lợi hại, cả đời này cũng không dám lên núi nữa. Nếu không, không chừng sẽ bị một mũi tên bắn xuyên tim từ phía sau lưng, về phần nữ nhân, đổi một nhà khác tìm là được. Trần Tam Thạch không dễ ức hiếp nhưng vẫn còn người khác dễ ức hiếp hiền đề trước đó chúng ta có chút hiểu lầm ở ngay trước mặt các hương thân coi như xóa bỏ thế nào tần hùng cố tình nói lớn thu hút cả những người hàng xóm đang nấu cơm trong nhà ra xem gã nhìn đối phương nửa ngày không nói đang nghĩ tên nhãi này không biết điều thì cuối cùng cũng nghe được câu trả lời vừa ý tần ca nói đùa rồi trần tam thạch nở nụ cười hiền lành ta từ trước đến nay không thù dai huống hồ giữa chúng ta lúc đầu cũng không có cái gọi là thù hận. Hiền đệ quả nhiên rộng lượng, không hổ là người đọc sách. Tần Hùng hài lòng đặt vò rượu xuống, rượu coi như là bồi tội, ta không làm phiền hiền đệ nữa. Được, Tần ca đi thông thả. Đóng cửa lại, Trần Tam Thạch nhìn cây cung treo trên tường. Xóa bỏ, ta gặp nạn, ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn hại ta nhà tan cửa nát, bây giờ không dễ bắt nạt, liền muốn tùy tiện bỏ qua, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, trên bàn cơm. Lan tỷ vui vẻ, lần đầu tiên gấp cho mình hai miếng thịt thỏ. nộp đủ thuế, lại thoát khỏi ác bá, ai mà chẳng vui? Thạch Ca Nhi, nàng nhìn nam nhân của mình với vẻ sùng bái, họ từng chắc chắn là đã nghe nói bản lĩnh của chàng, không dám gây sự với chúng ta nữa, chàng thật lợi hại. Ngay cả lợn rừng cũng có thể bắn chết, khó trách nàng ngày thường luôn cảm thấy Thạch Ca Nhi có sức mạnh phi thường. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.